Với việc 70% nhà xe đã chuyển sang bến xe nước ngầm, nên giao thông tại đường Vành Đai 3 thông thoáng hơn rất nhiều. Tình trạng xe chạy xuyên tâm đón, trả khách không còn như trước, vì vậy giảm thiểu đáng kể hiện tượng ùn tắc. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng để người dân biết được việc điều chuyển, cũng như biết được việc phải bắt xe ở bến nào, thì cần phải có thông tin trước đó nhiều ngày, tạo thuận lợi cho các nhà xe, các phương tiện cũng như cho cả người dân. Bây giờ là người dân người ta chỉ nghe là ngóng hỏi lái xe là còn đi không, thì chúng tôi là tuyến này vẫn còn đi, thì tôi bảo chúng tôi vẫn chạy, còn đến ngày nào thì chúng tôi vẫn chưa nắm được. Trong vài ngày đầu xử vi phạm thì vẫn có tình trạng một số xe đi xe không về, cùng với đó là nhà xe trình bày là về để ký kết hợp đồng với các bến khác thì tôi giáo tiến hành nhắc nhở. Tại đường Vành Đai 3 xuất hiện tượng xe đón trả khách sai quy định. Các nhà xe đi xe luồng tuyến buộc lực lượng cảnh sát giao thông phải ra quân xử lý. Đơn vị kiên quyết xử lý các cái nhà xe còn cố tình chống đối ở lại bến Mỹ Đình để bắt đón trả khách. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng tuyên truyền, vận động. Tuy nhiên, khi hết hạn điều chuyển, nếu các nhà xe, phương tiện vẫn cố tình không hợp tác, Sở sẽ công khai tên tuổi và yêu cầu các bến xe từ chối phục vụ.